Dạ, con xin mến chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay con có đến địa điểm vườn của em Nhuận ha cô chú anh chị. Em Nhuận dựng số cây cũng khá là đẹp ha. Đây đặc biệt có cây xanh bú ha. Cây cực kỳ đẹp cô chú anh chị ơi. Rồi chào Nhuận Nhuận ơi. Chào anh, chào toàn thể với cô chú anh chị. Mình đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây nha. Thì cũng rất là lâu rồi con mới lên clip mới lại nha với cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay con cũng đa dạng mặt hàng hết nha. Cây lớn có, nhỏ có, cây ăn trái cũng có, đặc biệt là sơ ghi đây, sơ ghi dòng siêu trái nha, Đây mình tùng có hai vạn cây niên. ha. Dạ. Như cây lam dồn thì ở miền Nam con là kêu lam dồn, còn mấy anh ở ngoài Bắc kêu là cây cây bồ đề trắng nha quý cô chú. Như được một cây bông giấy thú thì cũng không để với cô chú anh chị mình chờ đợi lâu, thì con vô cây mã số 1 là một cây xanh nha quý cô chú, cây xanh bú nha. Đây, cực kỳ đẹp Cây ha. nó như một con sâu gợm luôn quý cô chú ơi. Rất là đẹp quý cô chú. Con đo cái chiều cao trước nha. Chiều cao từ mặt bầu lên tới cái đỉnh này là nó là 36 nha. Cái mình dài ở đây, mình dài ở đây là được 35. Con đo trước một vị trí ngay đây đi là nó được là 43 cm nha quý cô chú, 43 cm. Còn cái cục bú ở trên đây Giống như cái đầu ha. nó giống giống như cái đầu nha, như cái đầu của một con sâu gặm là nó được là 34 quý cô chú. Đây nó đều đều hết nha. Cây xanh bú xanh nu, cái cục nu này là nó cũng rất là lâu năm rồi quý cô chú, nó lên sần sùi hết nha. Rồi cây xanh mã số 1 con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 5 triệu rưỡi nha, giá là 5 triệu rưỡi con bao phí ship toàn quốc. Địa chỉ vườn con là ở Vĩnh Thế Lê Dung Đồng Tháp nha quý cô chú. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi, tiếp luôn những ơi. Tiếp theo đây là cây mã số 2 nha quý cô chú, là một cây trang đỏ xưa nha, đỏ xưa cây hành thẩm hết tại quý cô chú ơi. Này cũng đã được nuôi thần chậu rồi nha quý cô chú, Nó liền em ha. nó liền hết Đây, đây, dở cái chậu lên được luôn đây ha. nó cứng ngắc luôn nha quý cô chú, nó dính liền. Về cho cô chú anh chị mình Này xem là chậu đẹp là chơi luôn ha. cái bệ đặc bẹo luôn cô chú anh chị, mình chốt về mình đưa vô chậu đẹp là ok. Cao là 19 nha, tán dài là 34, còn cái tán ngang là 24 nha. Hoành tổng ở vị trí này là được 29 cm nha quý cô chú. Còn con đo cái hoành cũ đế đặt ở đây là nó được 48. Cây này cái cũ nó rất là đặc luôn quý cô chú ơi. Cũ đặc cái này là nguyên một cục nạc liền nha quý cô chú. Đây, cái bên này là nó liền bể hết nha. Để con đo thử cái cốt đại diện to nhất. Cốt đại diện to nhất của nó là được 20 nha quý cô chú. Rất là to với cô chú ơi. Rồi cây trang mã số 2, cây này có giá là 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2 con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Cây rất là to nha. Này. Hôm nay được hai cây ha. Dạ ngày hôm nay cũng được hai cây nha với cô chú. Với cây mã số 3. Cũng là trang đỏ lá nhỏ. Cây nó cũng thần chậu rồi nha với cô chú. Đây, rễ nó cứng hết nha. Chiều cao là 18. Tổng tán dài là 31. Hoành ở vị trí này là được 38 cm với cô chú. Hoành tổng 38 nha. Rồi cây trang mã số 2, cây này có giá là 900 ngàn. Giá là 900, cây đang cho bông nha quý cô chú. Bông nhìn cái màu bông nó rất là tê nha. Giá là 900, còn bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây Rồi nha. tiếp Tiếp theo đây là mã số 4 nha quý cô chú. Là cây linh sam song hình. Cây nó có cành đổ co rất là đẹp nha, đặc biệt là cây này nó cũng rất là lâu rồi, rất là già cây nha quý cô chú. Này, cái co từ trên đây mà hồi xưa ông già xưa người ta chơi đó quý cô chú. Đây là bẻ cái con người ta lặn dòng xuống đây làm một cái cành đổ luôn nha, kỳ quái ha. cực kỳ quái luôn, không chê vào Hai đâu được hết. cây à. Chiều cao là 42 nha quý cô chú, tổng tán là được 40, từ cái đỉnh xuống tới cành đổ là nó được là 48 nha. Cái này nó cũng hơi khó đo, bây giờ con đo ngay cái một vị trí ngay đây đi, Đúng rồi, đo ngay cái gù đi. đây đo ngay trang cái gù đây là được 17 nha quý cô chú. Còn cái bộ đế nơm, đến nơm ở đây là được là 18, vàng 18 luôn quý cô chú ơi. Còn con đo cái hoành đế dưới đây là nó được 37 quý cô chú ơi, 37 cm. Rồi cây linh sam song hình mã số 4, cây này có giá là 1 triệu 600 ngàn, giá là 1 triệu 6 nha, con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi, tiếp theo luôn những ngay. Tiếp theo đây là mã số 5 là cây bông giấy nha quý cô chú. Cây này nó như một con kangaroo nha, nó khum cái lưng lên rất là quái đây. Rồi xây đi. Đây nó có một cái cục nụ khá là đẹp Cục ha. nụ khá là đẹp, đặc biệt là nó có hai chân trước luôn nha quý cô chú. Đây một chân, với bên này một chân, nó có đều nha.
Nó ra hai cái chân đó cũng nhìn nó cũng khá là hay với cô chú. Bây giờ con đo trước cái cục nu nha. Nu vị trí này là được 54 nha quý cô chú. Còn quanh nó vị trí này là được 49. Cái mình dài con đo như vậy là nó được 46 nha quý cô chú, 46 cm. Còn cái vành ngay chân cái cổ chỗ này, vành cổ chỗ này là được 42, 42 cm nha. Chiều cao là nó được 40. Cây này là con bán bông giấy lâu rồi nhưng mà con thấy cây này là nó rất là quái luôn quý cô chú ơi. Chắc đáng để được quý cô chú anh chị mình sưu tầm những cây quái gì Ok, mình làm chơi ha. giữa gì mình có thể phối tượng rồi vô Đây, ha. mình phối cái Ok. tượng tiểu cảnh ở đây ha quý cô chú. Nhìn nó rất là đẹp nha, tại vì cái chu vi cái độ cao của nó có nha quý cô chú. Rồi, cây bông giấy mã số 5. Cây này có giá là 3 triệu 700 ngàn. Giá là 3 triệu 7, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, con đổi cây nha. Rồi tiếp theo luôn những Tiếp theo đây là mã số 6 là cây seri nha quý cô chú anh chị. Dòng này là dòng siêu trái nha. Cây này con cũng đã nuôi cốc cành rất là lâu rồi quý cô chú ơi. mình được hai cây giống nhau ha. Dạ, ngày hôm nay con được hai cây giống nhau. Đây. Đây một cây và đây một cây nha quý cô chú. Nếu như mà con báo giá giao lưu ví dụ như mà cô chú anh chị mình có chốt được hai cây đó thì con sẽ bớt ít đỉnh lọc để giao lưu với cô chú anh chị mình hai cây nha. Nếu như con đóng chung một kiện hàng thì cái tiền ship nó sẽ ngợi hơn quý cô chú. Con đo cái chiều cao đi. Chiều cao tới đây là nó được 59. Còn cái đế con đo ngay tính ngay đây đi là nó được 53 nha. Vành ngay cái vị trí này là nó được 17 cm. Cái phơm tán của cây là được 37 nha. Mình đo tổng cái tán ở trên rớt xuống đó thì nó được nhiêu. Đây, cái tán gớt này với cô chú là nó được 45 nha. Cây này thì ví dụ như với cô chú anh chị mình có chốt thì con sẽ lấy cái gió này con ship thôi nha. Còn cái chậu là kiểu như con vô trong cái gió thì con ịnh vô cái chậu để con nuôi cái cây cho nó mau tốt nha với cô chú anh chị. Nó thuần hết rồi Nó ha. thừng hết rồi. Cô chú anh chị mình có chốt cây này về có thể mình lựa cái chậu đẹp mình đưa vô mình chơi nha. Rồi cây seri mã số 6, cây này có giá là 1 triệu 600 ngàn. 1 triệu 8 với cô chú, con xin lỗi nha. Giá là 1 triệu 8, con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Giá là 1 triệu 8. Rồi con đổi cây nha. Rồi tiếp theo luôn những ơi. Tiếp theo đây là cây mã số 7 cũng là cây seri nha quý cô chú. Cây này thì nó to hơn, đẹp hơn cây vừa rồi nha. Đây, nó những cái co lắc nó cực kỳ Đây. đẹp ha. Những cái co đây với cô chú. Đây, đường thăng đắc Đây, lượng nha. quay cận cảnh cho cô chú mình xem Đây. ha. Đặc Cây này biệt là nó rất là già. nó hơi chọi hơn cây vừa rồi. Chiều cao là nó được là 72. Đế nơm đã được 60. Cái tổng cái tán gì là nó được là 45 đó nha quý cô chú. Còn phân tán ngang thì được 40. Còn đây con đo cái hoành nha. Hoành là được 19 với cô chú, 19 cm. Đặc biệt là cây này con cũng đã nuôi cốc cành rất là to nha quý cô chú. Cây seri mã số 7, cây này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị mình với giá là 2 triệu 400 ngàn đồng. Giá là 2 triệu tư nha. Con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Đây, nếu mà cô chú mình chốt gặp thì mình bớt lọc ha. Dạ, nếu như mà cô chú anh chị mình chốt là một cặp con sẽ đóng chung một kiện hàng thì nó ngợi cái tiền phí ra nha. Con sẽ bớt lọc lại cho quý cô chú anh Này, chị mình. đóng thùng cái phí nó cũng cao ha. Dạ. Cực kỳ quái cô chú anh chị Rất ạ. là quái với cô chú. Rồi, con xin phép đổi cây nha. Rồi tiếp theo đây là mã số 8 là cây mai chiêu hỷ lá lớn nha quý cô chú. Lá lớn da đen. Cây này giá giao lưu của nó là 2 triệu 2 nha. Này, giá cũng dễ chơi em ha. Giá rất là dễ chơi với cô chú. Cốc cành bẻ co lắc rất là đẹp. Cái này già bẻ theo cái lối kiển cổ nha. Rất là già cây. Rồi đó chiều cao trước đi cái anh tiến lại gần. Chiều cao là 75. Còn cái tán ngang cốc cành là nó được 50, 56 nha. Còn cái hoành con đo ngay vị trí này đã được 52 nha. Còn cái hoành đế tổng, hoành đế tổng là nó được 125 với cô chú. Cây này quá trời già rồi. Quá xá nó già luôn với cô chú ơi. Rồi cân đo một hai cái cúc chì nhạo của nó rồi nhỉ. Cái em đo trước cái cốc một đi.
được 13 cm nha quý cô chú. Đây, để quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem ha. 13 cm. Nó già quá cái nó cũng hơi khô với cô chú anh chị, nhưng mà xử lý rất là tươi ha những ha. Đây, xử lý rất là tươi, nó nhựa nó kéo rất là mạnh nha quý cô chú. Đang kéo khá là mạnh. Như nó có một cái điểm ở dưới đít này. Nó cũng hơi thâm nha. Cái này cô chú anh chị mình chốt về mình xử lý lại nha quý cô chú. Cái đó anh nghĩ cái cọng ghế nó gời á, những người nó không có dính tới cái phần. Còn mấy chỗ này con vào thì nó vẫn tươi nè nha quý cô chú, thật tươi nha, xanh lè nha quý cô chú. Nhiều khi cái này con cũng không có đụng tới nữa, kiểu như là con để gì đấy con giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú anh chị mình chốt về mình để gì luôn cũng được, hoặc là mình xử lý lại cũng được nha. Rồi, cây mã số 8, cây này giá là 2 triệu 2 nha, con bao ship toàn quá. Rồi, con xin phép đổi cây. Rồi, tiếp theo đây là cây mã số 9, là một cây lam dồ. Còn mấy anh miền Bắc thì con nghe mấy anh nói là kêu là cây bồ đề trắng nha quý cô chú anh chị. Cây cũng đã được nuôi cốt cành rồi này kia, nó cũng ok hết tại quý cô chú, rất là già cây. Được tạo theo dáng trực lắc được ha. Tạo theo dáng trực lắc rất là đẹp. Chiều cao của cây là được 72 nha. Tổng tán là nó được là 80 ngược thước. Này, 87 nha quý cô chú. Tổng tán là được 87. Con đo thử cái cốt 1 này nha. Cốt 1 của vị trí này là được 21, 21 cm. Còn cái cốt này là nó được 14 nha quý cô chú, 13 14 yếu. Hoành thân luôn đi em ơi. Rồi, hoành thân con sẽ đo hai vị trí nha. Vị trí thứ nhất ngay đây là nó được là 78 nha. Còn vị trí thứ hai đây là nó được 110 quý cô chú. 110 nhưng mà đế nó còn ló ra nha. Cây mã số 9, cây bồ đề trắng, cây này có giá là 3 triệu rưỡi. Con bao ship toàn quốc nha. Nếu như mà mấy cô chú anh chị mình đã xa chốt thì con sẽ rút chậu nha, lý do là cái chậu xi măng. Còn nếu như mà phạm vi mà Sài Gòn thì con gửi xe được thì con sẽ gửi luôn cái chậu cho cô chú anh chị mình chơi luôn nha. Giá là 3 triệu gửi, con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Đây, đến quay cận cảnh nha, thấy nó còn mấy cái thẹo nha cô chú anh chị, nhưng mà cái dòng này thì không ảnh hưởng gì nha. Đây, nó không có ảnh hưởng nha. Đây, những cái thẹo đây quý cô chú anh chị mình cứ việc coi cho rõ ràng thì mình chốt cây nha quý cô chú. Đây, nó không có bị bọng bị gì hết ha. Nó tới đây là nó sành hết rồi. Đây, ở đây cũng vậy nè, đây tí xíu gì nha cô chú anh chị. Đây, những cái hẹo này thì nó không sao, tại vì cái những cái dòng bồ đề trắng này thì biết cô chú anh chị mình nếu như mà đã có chơi qua rồi thì mình cũng biết cái biết nó về nó ra gành ha, thì cũng không có ảnh hưởng với cô chú ơi. Nó kiểu như nó đưa lên cái độ mà già cây, cổ kỳ mỹ của cây thôi. Rồi, con xin phép đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo luôn những ơi. Dạ, tiếp theo đây là mã số 10, là một cây mai chiếu thủy lá lớn nha quý cô chú. Cây này rất là khủng. Cây này đặc biệt là nó liền hết nha. Liền nhỏ lớn em ha. Đúng rồi, nó liền từ nhỏ tới lớn nha quý cô chú anh chị. Cái này là kiểu như là mình chơi nguyên một cục nạc to. Nhưng mà cây này là cây tự nhiên hồi xưa tới giờ nha quý cô chú. Chứ không phải là cái dòng sắp đế nha. Cũng được nuôi cốt khá là lâu ha. Dạ, cái này con nuôi cốt là mặt hẹo cũng có một số mặt hẹo nó cũng đã liền hết rồi. Đây, những cái thẹo đây, nó kéo cũng muốn bít hết nha quý cô chú. Đây, còn cái thẹo này đây là nó liền luôn nè quý cô chú. Kiểu như là thẹo liền với cái hẹo mà nó đang kéo chưa liền đó là nó chiếm, là cái hẹo liền nó chiếm nhiều hơn nha quý cô chú. Nó kéo, cái nhựa nó kéo rất là mạnh luôn. Rồi, để con đo cái chiều cao với phân tán trước nha. Chiều cao là nó được 70. Tổng phân tán là được 80. Cây này con đứng vô là con thấy nó bự hơn con luôn quý cô chú. Con đo bằng vị trí nhỏ nhất nha. Là nó được là 112. 112. Còn cái này thì để con kẹp công thước dây con quay vòng tròn cho quý cô chú anh chị mình xem luôn ha. Đây, nó tầm cỡ 1m8 nha quý cô chú anh chị. Khoảng 1m8. Cây này thì ví dụ như mà quý cô chú anh chị mình đã gần mà con ghép xe được, con sẽ ship luôn cái chậu cho quý cô chú anh chị mình nha. Còn nếu như mà xa quá con ship chậu thì nó ship chậu không được thì con sợ nó bể nha quý cô chú anh chị. Để con đo cái đường kính mặt chậu lọt lòng luôn nha. Ví dụ như cô chú anh chị mình ở xa có chốt thì để mình chuẩn bị chậu mình vô cây mình chơi nha quý cô chú. Chậu lọt lòng là 77 nha quý cô chú. Cái này là 77 con đo xéo nha. Phủ bì chứ 80. Phủ bì tầm khoảng 80 với cô chú. Rồi, cây mai chiếu thủy lá lớn mã số 10. Cây này có giá là 8 triệu rưỡi nha. 8 triệu rưỡi con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Ở gần thì con sẽ ship chậu, còn ở xa con rút chậu nha. Rồi em đo một hai cái cốt mà mình nuôi lên cái nó được lớn vậy. Đây, cái những cái cốt nuôi đây.
Cúc nuôi thì con đo ngay ngay vị trí này luôn nha quý cô chú, là nó được chín yếu con cải tám nha, Rồi, nó cũng cũng rất dao là động to, 8, 9, 10 ha. nó cũng dao động 8, 9, 10 Cũng cắt giật được mấy lần rồi ha. và cũng cắt giật cũng nhiều nhịp nha quý cô chú. Để con đo thử cốt này, cốt này là nó được là 11 nha quý cô chú. Đây còn cái cốt này nó cũng to nè, kiểu như con đo đại khái ba cốt thôi nha, từ từ lớn tới bé là nó cũng chung quy dao động từ đó thôi. Cốt này cũng 11 với cô chú. Đây, còn cái thẹo này nó bị táp nắng nha, nó Đây, không ảnh hưởng gì nó bị táp nắng nhưng mà con đã xử lý tới thịt tươi rồi, nó đang kéo nha quý cô chú. Đây nó đang lên nhựa rất là mạnh. ha. Rồi, xây cho cô chú anh chị mình xem vòng nó. Rồi, cây mã số 10, cây này có giá là 8 triệu rưỡi nha quý cô chú. Con bao ship vòng Bắc. Giá là 8 triệu rưỡi. Rồi, con xin phép đổi cây nha. Tiếp theo đây là cây mã số 11, là một cây tùng dạng đen nha quý cô chú. Cây đường thăng lát lượng hình chữ S y gan như cái bản đồ của nước Việt Nam mình nha. Nhưng mà đặc biệt là cây nó có cái đường lũa này. Cái đường lũa này là người ta tạo lũa nha quý cô chú. Người ta tạo lũa rồi người ta quét cái hút lũa vô cho màu đỏ đỏ này. Chứ không phải là cây bị tuột nha. Cây này là người ta tạo lũa nha quý cô chú. Đây, để chậm chậm thì anh quay cận cảnh cho anh ha. Có nghĩa là người ta tạo lỗ em ha. Dạ đúng rồi, cây này là người ta tạo lũa nha. Cây này nhìn cái đường lũa nó cũng rất là có duyên với cô chú. Cái này là lũa đẹp nha. Thì tùng dạng niên thì lỗ không ảnh hưởng gì nha cô chú anh chị. Làm cho nó sống động thêm ha. Cây này thì với cô chú anh chị mình có chốt thì con sẽ ship là 300 km thôi nha với cô chú. Cây này thì con ship xe, chứ cái này ship toàn quốc thì đóng vô cái khung cái thì cái tiền phí nó cao ngất ngưỡng luôn với cô chú ơi. Rồi, giờ thông số thì nhìn nha. Tổng cái chiều cao của cây là nó được 1m3 nha với cô chú. Rồi, mét 3 từ mặt chậu lên tới đỉnh ha. Dạ, từ mặt chậu lên tới đỉnh là 1m3. Còn cái phân tán là nó 1m5. Nó cũng gần 1m6, cũng tính 1m5 thôi nha. Còn cái tán ngang đây là được 1m3 luôn quý cô chú. Cái vành con đo hai vị trí nha. Vị trí thứ nhất này còn bị ngược tốt rồi quý cô chú ơi. Vành vị trí này là được 39 cm. Còn vành ở vị trí này là được 47 nha. Cái đế thì nó còn ra nữa thì cái bầu tới đâu thì đế tới đó, để con đo lọt lòng chậu nha. Chậu lọt lòng là 60. Đây, cây này cũng được thợ tôi chỉnh sửa vài bán hết thấy cô chú anh chị. Cốt cành nó đóng cũng rất là đều nha quý cô chú. Để con xây một vòng cho quý cô chú anh chị mình xem dàn cốt, con sẽ đo một hai cốt đại diện nha. Này cũng rất là kỳ công những ha. Dạ đúng rồi, cái công làm đũa này nó cũng rất là cao với cô chú, tại vì làm đũa là người ta tính theo ăn tắc nha, một tắc là bao nhiêu tiền vậy đó, nó cũng tốn cái công nhiều lắm với cô chú ơi. Rồi mình đo một hai cái cốt đi những nghe cô chú anh chị mình xem ha. Đây để con đo cốt này trước nha. Đây xương cốt thì nó đóng đều lên tới trên ngọn luôn nha cô chú anh chị. Đây cốt này là con đo con bỏ con đi giam ra nha với cô chú, được 12 cm. Cốt là 12 12 đế thì nó cũng tương đối đều đế, nó tương đối đều với cô chú. Cái này mình chơi theo cái cây đế tự nhiên nha. Con đo đại diện hai cốt với nhau với cô chú, cốt này 11 nha. Rồi em đo ngang cái đường lũa cái nó là mấy sen. Đây, cái đường lũa ngang đây là nó được 4 sen với cô chú. Rồi, đường lũa là 4 sen ha. Đường lũa là 4 sen. Rồi cây tùng mã số 11, cây này có giá là 10 triệu rưỡi nha với cô chú. Giá là 10 triệu rưỡi, con bao ship là 300 km nha. Cây phơm tai tán rất là đẹp với cô chú ơi. Cái này về mình chơi cái chậu này cũng được, hoặc là mình sang chậu đẹp ha. Cây này cây thần nha cô chú anh chị. Cây này thần chậu với cô chú ơi. Rồi con xin phép đổi cây nha với cô chú. Tiếp luôn những ơi. Tiếp ở đây là cây mã số 12, là cây xanh quê nha với cô chú. Xanh quê ôm đá, cây này nó rất là già rồi, nó lên da đồng hết rồi biết cô chú ơi. Rồi dừng đi đến quay cận cảnh ha. Đây cái phần đá là nó ở trong đây nha cô chú anh chị. Đây. Đây đá, đây cũng đá luôn ha. Đá này là đá đá bọt nha quý cô chú. Đá này là loại đá rút nước. Đây, cực kỳ già. Đây nó lên da đồng đổ bét hết rồi quý cô chú. Rất là già, rất là đẹp luôn. Ngày về cô chú anh chị nào có thời gian cái mình xé mảng ra ha. Mình đẹp ha. Làm đây rất là đẹp. Chiều cao của cây là nó được là 85. Tổng tán dài là được là 5 tổng tán dài là nó được là 95 nha quý cô chú. Còn tán ngang, tán ngang là 60. Cây đang nằm trong cái chậu lọt lòng là 90 60.
Rồi, nằm trên cái dĩa đá mài ha. Nằm trên dĩa đá mài 90-60. Con đo bằng tổng trước nha quý cô chú, là được 131. Rồi xây luôn đi em ơi. Cây rất là già quý cô chú. Thì cái cốt của nó chắc lớn hơn ngón tay cái mình nhiều nha cô chú anh chị. Một hồi con sẽ đo đại khái một hai cốt cái cốt của nó cho quý cô chú anh chị mình xem nha. Còn cái bàn đặt đây là nó được là 93 với cô chú, rất là to. Còn con đo bằng ở vị trí này là nó được 41. Con đo thử cái cốt này nha. Cốt này đã được 13. Nếu như mà đo dính nó hay cắn cục lù thì nó to lắm cô chú. Rồi, đo ngay vị trí này cái nữa đi nhìn này. Cây đặc biệt là không có thèo dít gì nha cô chú anh chị. Rồi, mình vị trí này là 16 yếu, con tính 15 thôi nha. Cây rất là già với cô chú ơi. Cái này cô chú anh chị mình chốt vậy, chỉ cần mình tỉa là mình chơi thôi nha. Mình tỉa mình chơi để cho nó ra bông ra trái thôi nha quý cô chú. Rồi cây xanh V mã số 12. Cây này có giá là 3,5 triệu, con bao ship 200 km nha. Mấy cây này cô chú anh chị mình chốt thì phạm vi 200 km thì con sẽ ghép xe con gửi đi, gửi luôn cái dĩa này cho quý cô chú anh chị mình chốt về mình chơi nha. À, giá cũng dễ chơi em ha. Dạ, giá cũng rất là dễ chơi. Còn nếu như mà quý cô chú anh chị mình đã xa chốt thì con rút cái dĩa ra nha quý cô chú. Nhưng mà cục đá này con cũng vẫn để đấy nha. Con gom cái bầu cho nó gọn là gì nè. Rồi con sẽ đóng cái kiện lớn con ship toàn quốc nha. Còn quý cô chú anh chị mình đã gần con ship dĩa luôn được quý cô chú. Tạm thời là 200 km, còn xa hơn thì thương lượng với em nhận ha. Dạ đúng rồi. Rồi, giá là 3,5 triệu cô chú. Giá là 3,5 triệu con bao ship toàn quốc. Rồi con xin phép đổi cây nha. Tiếp theo đây là mã số 13 là một cây nguyệt quế lá sắn bông chùm nha quý cô chú. Cây này thì cái phong tàn nám bệnh đó, tại cô chú anh chị mình chốt về có thể mình xả cây được rồi nha. Này cũng được định hình cũng lâu rồi ha. Dạ cái này định hình cũng lâu rồi quý cô chú, cũng gần cả năm rồi nha. Chiều cao là 51. Tổng tán là nó được là 78 nha. Vành con đo hai vị trí nha. Vị trí này là được 34 yếu, tính 33 thôi. Còn cái củ đế đặt ở đây là nó được là 56 nha. Cây đang nằm chậu lọt lòng là 40. Cây miệt quế mã số 13, cây này có giá là 1,6 triệu, con bao ship toàn quốc nha. Cây này nếu như mà khi đi con rút chậu nha quý cô chú. Tại vì cái chậu này chậu xi măng, đi xa nó rất là dễ bể nha. Chậu xi măng ha. Chậu xi măng, đây. Cái cốt cành này kia là nó siết dây hết rồi nha quý cô chú. Cái này mình chốt về là mình gỡ dây được rồi nha. Giá là 1,6 triệu, con bao ship toàn quốc nha. Rồi, con đổi cây. Tiếp theo đây là mã số 13 là cây linh sam sông Hinh. Mã số 13. Cây này cô chú anh chị mình chốt con sẽ ship cây lắng chậu luôn nha. Chiều cao là 27, tổng tán dài 37, tán ngang 28 nha. Hoành cổ ngay đây là 18, 19 yếu con tính 18 thôi. Còn hoành củ đế đặt lại được 50. Cây mã số 14, cây này có giá là 450 ngàn. Giá là 450 con bao ship toàn quốc. Cây này có cái gọng lắc rất là đẹp. Cốt cành con nuôi cũng rất là to với cô chú. Đây, cốt cành nuôi to rồi nha. Giá cũng dễ chơi nha. Dạ, giá cũng vừa chơi để giao lưu với cô chú anh chị mình trong mùa mưa bão nha. 450 là mình có luôn cái chậu em ha. Dạ, 450 là có luôn cái chậu với cô chú. Đây, cây nữa, hai cây nó rất là giống nhau. Cây thần chậu hết rồi biết cô chú. Đây, hai cây đồng giá, hai cây này đồng giá hết nha quý cô chú. Đây, nó có cái co lắc rất là đẹp với cô chú. Cặp chỉ có 900k thôi. Chỉ có 900k thôi. Mà mình được cái luôn cái chậu đẹp mình chơi nha. Mã số 15. Chiều cao là 30. Tổng tán dài là 39. Tán ngang 30. Hoành là 16 nha quý cô chú. Hoành cục đế là nó được là 46. Rồi cây mã số 15 cũng đồng giá 4,5 triệu nha quý cô chú. 450 ngàn. Tiếp theo đây là mã số 16 là một cây bông giấy nha. Cây này giá của nó là 500 ngàn, con bao ship phòng quá. Đây có củ đế rất là đặc nha quý cô chú, lùng lực là đây. Chiều cao là 42. Và nó vị trí này là được 29 nha quý cô chú. 29. Còn vành cái cũ của nó đây là được 56. Cây mã số 16 giá là 500 ngàn đồng.
giá là 500, còn bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 17 là một cây trà Phúc Kiến với cô chú ơi. Cây đang mang trái ha. Cây đang mang trái rất là nhiều với cô chú. Cốt cành thì nó cũng khăn đói thôi chứ nó chưa có to lắm cho nên cái giá nó cũng không có cao nha quý cô chú. Một cây lùng lực với cô chú ơi. Chiều cao của cây là được 28. Tổng tán dài là 41. Còn cái tán ngang, tán ngang là được 34 nha. Hoành con đo một vị trí thôi. Vị trí này là được 30 cm, được 30. Cái củ nà với nó còn to hơn nha quý cô chú. Một cây trà Phúc Kiến mã số 17. Cây này có giá là 3.200.000 đồng. Giá là 3.200.000, con cũng bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. 3.200.000. Cây thơm tàn rất là mịn đẹp quý cô chú. Trái là nó còn mang đây, trái đều hết ha. Mang trái đều hết, bông trái đầy đủ nha. Đây rất là sai trái với cô chú ơi. Trà Phúc Kiến. Rồi giá là 3.200.000. Tiếp theo đây là mã số 18 là một cây trang đỏ lá nhỏ nha. Của trang vàng chứ. Tôi xin lỗi, trang vàng. Cây bẻ theo cái form tán đa nha quý cô chú. Chiều cao là 20, tổng tán là 30. Và nó vị trí này là được 25 nha quý cô chú, 25. Đế thì nó nằm cứng trong cái giót C10 nha quý cô chú. Củ đế rất là to. Mã số 18 cây trang vàng có giá là 550.000. 550.000 con bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là mã số 19. Cũng là vàng lá nhỏ với cô chú ơi. Cũng đồng giá 550.000 luôn nha. Những cái cây mà đã có vô dây bẻ sữa này rồi thì con lúc trước con cũng đã phá sạch màu đất con nuôi rồi nha quý cô chú anh chị. Chiều cao là 22, tổng tán là 37. Và nó vị trí này là được 25 nha quý cô chú, 25 cm. Cây này đế rất là đều quý cô chú, chân chân đều gan luôn. Rồi cây mã số 19 cũng đồng giá là 5.500.000 nha. 550.000 con bao ship toàn quốc nha. Mã số 19. Tiếp theo đây là mã 20. Cũng là trang vàng. Ngày hôm nay thì con được 3 cây trang vàng với 2 cây trang đỏ nha quý cô chú. Mình ưng cái màu nào thì mình chốt màu đó nha. Chiều cao là 28, tổng tán là 30. Và nó vị trí này là được 24 nha quý cô chú. Cây này nó lên da me hết rồi quý cô chú ơi. Cây trang vàng mã số 20. Cây này có giá là 650.000. 650.000 con bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. 650.000 cho mã số 20. Tiếp theo con lên ổi nữ hoàng nha quý cô chú. Mã số 21. Một cây ổi nữ hoàng. Mình chơi kiển mình ăn trái luôn ha. Dạ mình vừa chơi cây kiển mà mình vừa chơi cây ăn trái luôn nha. Mã số 21. Đây cây này nó có cái dáng thú nha quý cô chú anh chị. Đây cái mình nó nằm đây. Đây nó có hai chân trước nha. Bên đây chân với bên đây chân. Cái này tại vì cái vàng trên nó ghế mền nó quá nhiều đi cho nên là con không có làm đế xuống nha. Cô chú anh chị mình chốt về thì nó còn cái vàng ghế mền. Đây. Mình khá là đẹp ha. Bỏ mình khá là đẹp. Mình có cái vàng ghế mền này là mình nuôi cái cây là chắc ăn sống 100% nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là nó được là 55. Hoành ở vị trí này là được 25 nha quý cô chú. Con đo tổng cái hoành của con thú ở đây là được 60. Mình dài của con thú là nó được là 18 nha. 18 cm. Đường kính mặt đầu là 33-49 nha. Rồi cây ổi nữ hoàng mã số 21. Cây này có giá là 950.000. Mã số 21 950.000. Con bao ship toàn quốc nha. Cây này bộ đất rất là nặng với cô chú. Như đặc biệt là cái vàng ghế mền nó cũng còn rất là nhiều cho nên cô chú anh chị mình cứ việc yên tâm ha. Rồi con đổi cây. Tiếp theo đây là mã số 22.
cũng là một cây ổi nữ hoàng nha quý cô chú. Con chừa mấy cái bao này ra là ví dụ như cô chú anh chị mình có chốt, con sẽ ấm cái chất chồng lên đây để con giữ cái độ ẩm cho cây của mình nó khỏe nha, tại vì vàng trên rễ mền rất là nhiều. Cái rễ này nó lên xù xì nè quý cô chú, y gan như trứng lọc của rễ mai vàng nha, lên xù xì rất là đẹp. Mã số 22. Chiều cao là 47. Và nó vị trí này là được 25 nha. Cây ổi nữ hoàng mã số 22. Cây này có giá là 700.000 đồng. Giá là 700. Cây này nó cũng có cây rộng chữ C rất là đẹp nha quý cô chú. 700 cho cây mã số 22. Tiếp theo đây là cây mã số 23. Cũng là ổi nữ hoàng. Cây này nó có cái đỉnh này nhìn cũng rất là khéo cây quý cô chú. Mình vừa chơi cây kiển mà mình vừa chơi cây ăn trái luôn nha. Chiều cao là được 48 nha quý cô chú. Và nó vị trí này là được 36. Còn con đo bằng chạc xuống đây là được 51 nha. Cây ổi nữ hoàng mã số 23. Cây này có giá là 1.1 triệu nha. Giá là 1.1 triệu, con bao ship toàn quốc. Mã số 23. Tiếp theo đây là mã số 24 nha quý cô chú. Mã số 24, cây này rất là nặng, đặc biệt là cái dàn rễ đây, dàn rễ nó lên xù hết với cô chú, kiểu như nó lên xù trứng lọc vậy đó, cũng lại là gián thú ha, lại là gián thú với cô chú ơi. Mã số 24, cây nó có cái gọng lắc ở đây nhìn cũng rất là khéo nha quý cô chú. Chiều cao là 39 và nó vị trí này là được 27 nha quý cô chú. Còn nếu như mà đo chùm ở đây được là nó có thể trên 30 với cô chú. Cây ổi nữ vàng mã số 24, cây này có giá là 1.1 triệu luôn nha. 24 giá là 1.1 triệu. Rồi con đổi cây. Khá là nặng cô chú anh chị. Rất là nặng với cô chú ơi. Đất nạt không à. Tiếp theo đây là mã số 25, cũng là mã số cuối cùng của clip của con ngày hôm nay. Một cây ổi dáng bay. Ổi dáng bay đằng trước nó cũng có bỏ hai giò đó nha quý cô chú. Cô chú anh chị mình không thích chơi dáng bay, có thể mình chốt về mình cắt ngang đây, mình dẫn cái này làm cái đỉnh, mình quánh cái co vòng lại nhìn nó cũng dễ thương nha quý cô chú. Con đo từ cái gốc ra tới cành bay đi. Và được 78 nha. Và nó vị trí này là 27 cent. Cây ổi mã số cuối clip này con giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 750.000 nha. Giá là 750.000, con bao ship toàn quốc. Thì cây này cũng là cây cuối cùng của clip của con, thì con cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian xem hết clip nha, và cũng rất mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mình càng xa nha. Con xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.